mũi lệch sau nang và bị sóng to thô nang, thì đây là một trường hợp em gái vừa cắt chỉ sáng nay sau 12 ngày ly chỉnh sửa mũi lệch và thu hẹp nền xương mũi. Mọi người cùng xem kết quả nhé. Lần 2 nha mọi người. Lần trước thì mũi rất là cao và bị thô. Ly sửa lại lần 2 thì mũi dáng thái bay rất là đẹp. Em gái này vừa phốt ly vừa chửi kêu mũi anh nâng, mũi anh ly nâng bị lệch. Mọi người, lại đây anh xem cái nào. Cười thấy gớm. Không, được, bình thường thả anh xem. Đây, mọi người thấy. Đấy, mọi người thấy cái mũi ly đã thu nền xương lại hai bên rồi nè. Hiện tại mới có 12 ngày. 12 ngày còn hơi sưng thôi. Và sóng mũi này tạo rất là thẳng ha. Đây, sóng mũi rất là thẳng. Mọi người nhìn ha. Mũi 12 ngày tuổi. Và đẹp. Cho bộ quay app được không? Quay app hả? Bộ quay app được không? Quay app hả? Được.